bạn đang cần tìm mua các loại vật tư chất lượng để khoan lấy mủ cao su không cân cào. Bạn chưa tìm được thương hiệu nào uy tín và đáng tin cậy để ghé đến. Hãy đến ngay với nhà phân phối Anh Tiến, công ty Vườn Xanh Tốt. Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng đủ và tốt mọi yêu cầu của bạn. Đến với chúng tôi, khách hàng tha hồ lựa chọn vô số chủng loại vật tư chuyên dụng, nhiều dạng bộ túi khí, phù hợp cho từng giống cây và độ tuổi cây, nắp che tô, cây khoan, máng che mưa be, IVA cùng nhiều loại bình khí và một số dụng cụ. Chúng tôi có hỗ trợ kỹ thuật và vận chuyển toàn quốc, xỉ lẻ giá tốt trên từng đơn hàng, đáp ứng mọi nhu cầu cũng như yêu cầu khắt khe đến từ người sử dụng. Bằng tất cả tâm huyết và kinh nghiệm, chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng, không ngừng nỗ lực tìm kiếm nguồn hàng đa dạng, chất lượng, sản xuất bằng công nghệ tiên tiến. Là công ty đầu tiên mang phương pháp lấy mủ mới từ Thái Lan về Việt Nam năm 2018. Ưu điểm của phương pháp mới: không cần mở miệng đầu mùa, khoan là lấy mủ ngay. Bất chấp thời tiết, lấy mủ cả khi trời mưa, nên mùa mưa bạn lấy đủ 100%, không sợ cây ướt. Dễ dàng sử dụng, không cần tay nghề, ai cũng làm được. Giúp tăng sản lượng mủ và thu hồi vốn nhanh. Lấy mủ được những cây khô miệng, gãy đọt. Tiết kiệm diện tích ra cây vì bạn chỉ khoan lỗ nhỏ hơn 6 ly hoặc cạo 10cm trên da cây đã đạt mủ. Sẽ làm cây tốt, cây to hơn rõ và sản lượng mủ sẽ tăng theo từng năm. Thực tế nhiều vườn làm năm thứ 3 thuộc sản phẩm, khí và kỹ thuật đúng. Công ty sang năm thứ 3 sản lượng tốt. Nhà phân phối Anh Tiến, công ty Vườn Xanh Tốt cam kết cho mọi sản phẩm đầu ra của đơn vị. Hỗ trợ kỹ thuật trước và sau khi bán hàng. Giao hàng toàn quốc với dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp. Thời gian nhanh, cước phí tiết kiệm. Cho phép kiểm tra hàng ưng ý mới thanh toán. Kính mong bà con mình tìm hiểu đến những đơn vị uy tín để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng, không tem nhãn mác, túi khí xì nhiều sau vài tháng sử dụng, khí không chuẩn, kỹ thuật không có, hướng dẫn lung tung sẽ không đạt kết quả tốt.